Thông tin này được Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức trao đổi tại tọa đàm kiểm soát dịch bệnh của VTV1 vào tối 12 tháng 9, khi được hỏi về kế hoạch giãn cách xã hội của thành phố sau 15 tháng 9. Ông Dương Anh Đức cho biết tinh thần là từ ngày 15 tháng 9 đến cuối tháng 9 năm 2021, thành phố Hồ Chí Minh vẫn giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, một số địa bàn tiếp tục duy trì chỉ thị 16 cộng và một số quận huyện có tình hình tương đối ổn định như Hát, Cần Giờ và Hát, Củ Chi có thể áp dụng chỉ thị 16 trừ hoặc chỉ thị 15 cộng về việc cấp thẻ xanh, thẻ vàng Covid, ông Đức cho biết thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh phía Nam đang nghiên cứu cơ chế cấp thẻ xanh Covid-19 hoặc thẻ vàng Covid-19 hoặc hình thức tương tự để tạo điều kiện cho một số đối tượng an toàn được mở rộng hơn các hoạt động theo tinh thần an toàn đến đâu mở rộng đến đó thời gian qua bộ thông tin và truyền thông bộ y tế cùng các lực lượng đang chuẩn bị đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu và hoàn thiện công nghệ thông tin với mục tiêu hướng tới là cả nước sử dụng một công cụ ứng dụng duy nhất sau khi dữ liệu được đồng bộ khi đó người nào được cấp thẻ xanh thẻ vàng hoặc thẻ đỏ được cập nhật tự động trên điện thoại di động Tuy nhiên, không phải ai cũng tiếp cận được công nghệ nên thành phố Hồ Chí Minh sẽ nghĩ thêm cách khác và tham vấn chuyên gia để tạo điều kiện cho người dân đều được hưởng quyền lợi như nhau. Ông Dương Anh Đức cho biết thành phố Hồ Chí Minh đang cân nhắc, sẵn sàng thì mới triển khai thẻ xanh, thẻ vàng COVID. Bởi theo ông Đức, một trong những tiêu chí quan trọng để có thẻ xanh COVID-19 là người dân đã tiêm hai mũi vaccine được ít nhất 2 tuần đến ngày 12 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm khoảng 7,8 triệu mũi vaccine, trong đó, hơn 1,3 triệu người đã tiêm 2 mũi. Tuy nhiên, phần lớn người được tiêm mũi 2 là người lớn tuổi và người có bệnh lý nền, được xế nhóm có nguy cơ cao và hạn chế ra đường. Do vậy, số người kiến nhận được thẻ xanh không quá lớn. Tại hội nghị ban thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chiều tối qua, ngày 11 tháng 9, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhận định có thể Thành phố Hồ Chí Minh không hoàn thành mục tiêu cơ bản kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 15 tháng 9 theo nghị quyết 86 của Chính phủ mà cần thêm thời gian, có thể đến hết tháng 9 năm 2021.